Chuyến tàu chở 5 tấn hạt tam sắc mạch sẽ xuất bến tại cảng Hải Phòng Việt Nam vào ngày 16 tháng 11 và cập bến cảng Yokohama Nhật Bản vào khoảng 23 tháng 11 hạt tam giác mạch của Việt Nam sẽ được sơ chế và sản xuất thành bột để phân phối cho các cửa hàng mì soba lớn nhỏ tại Nhật Bản. Vừa qua, các hộ nông dân cùng Hiệp hội ẩm thực Nhật Bản Việt Nam đã tiến hành trồng hơn 15 ha hoa tam giác mạch tại huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang với năng suất dự kiến gần 8 tấn. Dự kiến Hiệp hội sẽ tiếp tục xuất khẩu số lượng lớn hạt tam giác mạch Hà Giang sang Nhật Bản với mục tiêu 300 tấn cho năm 2023 và tăng lên 3.000 tấn vào năm 2025.